Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay là Thắng sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn một căn nhà ngay mặt tiền đường số khu dân cư Tân Quy Đông. Đó, căn nhà này nói chung là diện tích rất là ok và kết cấu cũng rất ok. Thì hiện tại Thắng đang đứng trước cửa nhà, Thắng sẽ quay cái khu vực xung quanh cho mọi người coi nha. Đây là cái khu vực ở phía trước nhà nè mọi người thấy không? Đường rất là rộng luôn. Đó, xe hơi đi qua lại 2-3 lên luôn. Đó, đường rất là rộng. Còn đây là cửa dưới của căn nhà nè. Chủ nhà không có ở đây cho nên là môi giới dán bảng cũng hơi nhiều nha. Đây đó, môi giới dán bảng rất nhiều. Đường, cái khu vực xung quanh đây là được xây là một chợt hai lầu sân thượng. Đi ra ngoài kia là quẹo phải chút xíu là chúng ta sẽ tới ngay mặt tiền Nguyễn Thị Thập rồi, rất là gần nha. Đó, khu vực coi như là mới mưa xong nè mọi người thấy không? Đâu có hề ngập nước đâu. Đó, xe buýt là vô tận nơi luôn nha. Vừa rồi Thắng đã quay hết cái khu vực ở xung quanh nhà cho mọi người coi rồi. Thì nhà này có một cái diện tích là ngang 4 và 18, giá đang kêu là 14,8 tỷ, cái giá này vẫn còn thương lượng nha. Kết cấu là hai lầu và sân thượng đó, mỗi lầu là hai phòng và mỗi phòng có một toilet riêng. Thì nếu như mọi người muốn đi xem nhà trực tiếp á, mọi liên hệ mình qua số điện thoại 0902 590 787 đó, mình sẽ dẫn người đi xem nhà trực tiếp và gửi sổ cho mọi người. Thôi thì chắc video xin phép kết thúc tại đây. Nếu như cảm thấy hay cho mình xin một like, share, subscribe để mình có nhiều động lực mình làm thêm nhiều video nữa. Hẹn gặp mọi người ở video sau nha. Bye mọi người. Từng ngày cứ thế trôi.